Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trên màn hình của quý vị và các bạn là chiếc máy đùn xương, đùn thịt, đùn chả cá 12 bằng gai. Hiện nay chúng em đã phân phối và bán trên thị trường. Thì dòng này bán khá là chạy nhá, bởi với tính năng nó là nhỏ, gọn và năng suất khá là ổn. Chúng ta có thể sử dụng gia đình hoặc là các quán thịt ngoài chợ, sử dụng khá là ok. Dòng cối 12 bằng gai là nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ năng suất khá là cao, từ 30 cho tới 80 kg một giờ cơ. Và dòng này sẽ kết hợp với motor từ 1,1 kW cho tới 1,5 kW. Như hôm nay em có lắp với motor là 1,5 kW cho bác ở Hà Nội, Cầu Giấy, chuyên về bán thịt ngoài chợ đấy. Thì cái dòng này motor sẽ là motor tốc chậm 1400 vòng 1 phút của điện cơ toàn phát, nên motor 100% dây đồng. Và điện sử dụng là điện 220V. Quý vị nhớ nhé, điện 220V điện gia đình chúng ta. Khi mà quý vị mà mua motor thì nhớ là đảo chiều motor nhé, vì đi theo máy thì em sẽ nạp hết rồi. Đảo chiều motor, tránh trường hợp quý vị chưa đảo chiều sẽ là motor rồi quay lên trên thì thịt chúng ta sẽ là không xuống được nữa. Đấy. Và thứ hai là nhiều quý vị mà mua motor tốc nhanh thì như vậy sẽ phá cối và sẽ không chạy được. Đấy. Và chi tiết của chiếc cối thì có những cái gì đây ạ? À, cái trục xoắn này, khi mà chúng ta tháo ra lắp lại vệ sinh máy đấy, cũng cực kỳ đơn giản thôi. Dao đây, dao mã hiệu 12. Và khi mà chúng ta tháo ra rồi và lắp dao, nhớ nhé, mặt dao sẽ hướng ra bên ngoài mặt sàn. À, sàng đi thầm máy sẽ mặt sàng 8 đi. Còn bên ngoài cùng sẽ là cái mặt bích này. Thì dòng cối luôn này nó khá đa năng, em nói rồi. Bởi là bọn em có làm thêm những mặt sàng khác để quý vị sử dụng. Ví dụ như mặt sàng 2 ly này để làm cám chim hoặc là làm chả cá này. Mặt sàng 3 ly sẽ nhỉnh hơn để làm cho gà con. Mặt sàng 4 ly để xay cua, xay ốc. Còn mặt sàng 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly xay rối hoặc là xay to là làm đạm cá. Đối với dòng cối nhỏ này thì nó sử dụng một bánh đà đơn thôi, nhưng dạng B nhé. Đấy, đơn và dạng B. Ở đây là vị trí chúng ta căng chỉnh dây cô loa khi mà trùng bị trùng. Dòng máy này nặng tầm khoảng 25 kg thôi. Khá là nhỏ gọn. Khá nhỏ gọn. Thì bây giờ thì em sẽ báo giá dòng cối đùn 32 này, sẽ 12 này sẽ có giá là 3.300.000 đồng. Thì mọi thông tin hàng quý vị alo cho em theo số điện thoại ghi dưới màn hình.